chào mọi người đến với series Go Toxin Free của Redronergy. Đối với series này thì chủ yếu là mình muốn chia sẻ với mọi người cách mình DIY tự làm đồ dùng phục vụ cho việc tẩy rửa và sinh hoạt hàng ngày ở trong nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên không chứa hóa chất. Video của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách mà mình làm cái bình xịt phòng. Đây là cái bình mình thường hay dùng. Cái bình này thì mình thường sử dụng để xịt khử mùi ở trong phòng làm việc, phòng ăn. Có thể sử dụng để khử mùi ở trong toilet. Nó rất là đa dụng, tiết kiệm và an toàn cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ giới thiệu phần nguyên liệu nhé. Đầu tiên mình sẽ cần giấm. Giấm thì mọi người cũng biết là nó hoàn toàn tự nhiên, bảo vệ cho môi trường. Tiếp theo thì để tạo một cái mùi hương dễ chịu thì mọi người chỉ cần dùng tinh dầu bên ngoài. Bây giờ bán rất là nhiều tinh dầu. Mọi người cố gắng chọn 100% nguyên chất như thế này thì nó sẽ cực kỳ an toàn cho sức khỏe và môi trường. Ba cái loại tinh dầu mà mình thích nhất để tạo ra cái bình xịt khử mùi đa năng đó là dầu bạc hà, tiếp theo là dầu chanh và loại dầu thứ ba đó là cái dầu tổng hợp, nó gọi là citronella, tức là cái dầu mà nó tổng hợp tất cả các mùi như là mùi cam, quýt. Ba loại dầu này không những chỉ tạo cảm giác thơm mát mà nó còn có tác dụng kháng khuẩn, hoàn toàn tiêu diệt vi khuẩn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm cái bình xịt này nhé. Đầu tiên thì mọi người cần một cái bình trống như thế này. Có thể là mọi người sẽ không nhìn thấy rõ ở trong cái bình màu trắng như thế này, nhưng mà đơn giản là mình chỉ đổ cái giấm này vào gần đến cái miệng thôi. Bởi vì đối với cái bình xịt như thế này thì bạn phải giữ một khoảng tầm 1 cm để cho nó không bị trào ra và để có chỗ để mình cho tinh dầu vào. Mình sẽ đổ cái giấm này vào. Như vậy là ok rồi. Sau đó mình cho tinh dầu vào. Bình thường thì nếu mọi người mua tinh dầu thì nó sẽ có cái nắp nhỏ từng giọt, nhưng mà tinh dầu này thì lại không có nắp, cho nên là mình sẽ dùng cái thìa như thế này. Thì cái tỷ lệ nó rất là nhỏ. Tinh dầu nó rất là mạnh, cho nên là mình chỉ dùng dash hoặc là pinch. Nếu mà tinh dầu cực kỳ mạnh thì chỉ cần dùng smitten. Tinh dầu rất là mạnh cho nên mọi người không cần phải dùng nhiều. Bởi vậy cho nên là khi mà sử dụng nguyên liệu tự nhiên thì cực kỳ tiết kiệm. Thì hôm nay mình sẽ cho một dash đi. Đó, chỉ cần đắm nắp lại. Lắc đều lên. Như vậy là xong rồi đó mọi người. Mọi người thấy cực kỳ đơn giản không? Hy vọng là mọi người thích cái video như thế này. Mình sẽ cố gắng làm những cái video sau hướng dẫn chi tiết cho mọi người cách làm những cái đồ để tẩy rửa trong nhà như mình đã nói. Nếu mọi người thấy video như thế này hữu ích, hãy nhấn nút like và subscribe cho Renology nhé. Gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.